Trung tâm cây giống Tâm Đảo xin chào các bác, các anh chị nhé. Đấy, thì thời điểm cuối tuần thì em lại có thời gian để lên trên đồi để quay cho các bác về cái mô hình trồng cây cát sâm nhé. Đấy, thì như rất là nhiều video trước rồi, thì em cũng đã quay cho các bác về cái mô hình trồng cát sâm rồi nhé. Thì hôm nay em quay trở lại. Đấy, cái thời điểm mà cái cát sâm mà cũng gần thu được rồi. Đấy, mô hình trồng đấy, những cái cây đây các bác có thể nhìn đấy, cái thời điểm cây nó đang đang mọc thân rất là nhiều, thân lá leo rất là nhiều. Cái lứa này thì chắc là một thời gian nữa thì bên em sẽ cắt gọn lại. Đấy, cắt gọn lại để chuẩn bị cho thu hoạch cho năm tới. Năm nay thì vẫn chưa thu được các nhá, năm nay thì chỉ được khoảng có những lứa bên em trồng theo lứa nhá, nhìn này thôi, nhưng mà lứa ở trên kia đấy, trên kia là sẽ là những lứa lâu năm hơn và củ đã lớn rồi đấy. Còn những cái lứa này thì bên em sẽ những cây mà nó leo quá nhiều này rồi là cái lứa sau thì bên em sẽ chuẩn bị cắt dây để tiếp tục chăm sóc nuôi củ để một vài năm sau sẽ bắt đầu tiến hành thu hoạch. Thì những cái video thu hoạch thì khi nào cây được thu hoạch em sẽ cập nhật cho các bác cái thời điểm thu hoạch của cái cây cát sâm và cái kích thước củ sau khoảng 5 năm thì củ của nó sẽ được như thế nào. Đó, các bác hãy cùng theo dõi nhé. Đấy, và cũng xem giá trị của thời điểm đấy là 1 kg cát sâm thì giá trị bao nhiêu, để cho các bác có thêm cái động lực để phát triển kinh tế, những cái phát triển kinh tế từ những cái cây dược liệu giá trị. Thì ở dưới này là cái những cái bao phân ủ nhá, để chăm sóc cho, để bón qua từng năm cho các cây đấy. Như bên này thì là sẽ là 3 kích, thì đợt tới thì bên em sẽ phải vào bón nót từng đợt thôi, để cho cây phát triển tốt hơn, cây củ nuôi củ to và đẹp hơn. Tất nhiên là các bác trồng thì các bác những cây dược liệu hay là những bất kỳ những cây gì thì các bác chăm sóc được. Đấy, các bác đầu tư chăm sóc được cho cây thì cây nó sẽ phát triển rất là tốt. Đấy, cái lúc cái đấy thì cái thành quả các bác thu được thì nó sẽ lớn hơn rất là nhiều so với các bác trồng mà bỏ không. Đấy, cây cát sâm các bác nhé, cát sâm gốc của nó rất là to. Đấy, hiện tại thì cây nó đã leo rất là rậm rạp rồi, nên là em không thể đi vào trong để quay cho các bác được. Thì cát sâm thì năm nào bên em cũng nhân giống để phục vụ cho các bác nhé. Bác nào mà muốn đang có nhu cầu trồng cây cát sâm thì có thể liên hệ cho bên em để được tư vấn cách trồng và báo giá cho các bác một cách tốt nhất, và các bác có thể mua được cái giống cát sâm chuẩn nhất. Đấy, củ sau này nó sẽ cho thu hoạch tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.